Xin chào các bạn, mình tên là Minh Dũng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về toán tử. Trước hết trong tiếng Anh, toán tử là operator, nó là các cái phép biến đổi toán học như là phép cộng trừ nhân chia. Tuy nhiên trong Visual Pro thì các cái operator này nó còn có thể là thay đổi giá trị của các cái dữ liệu kiểu số, kiểu ngày, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái ví dụ về toán tử cộng trừ nhân chia. Chúng ta ví dụ như chúng ta hỏi 40 cộng 12, chúng ta enter thì ở đây chúng ta đã có được kết quả là 52. Bây giờ để cho tiện thì tôi sẽ cho kết quả xuất hiện lên một cái cửa sổ ở bên cạnh này cho các bạn dễ theo dõi. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái cửa sổ, ta gọi là gọi cửa sổ. Kéo cửa sổ vào đây. Ví dụ về toán tử trừ, chúng ta hỏi 56 trừ cho 42 là bằng 14. Tương tự như vậy, nhân 3 nhân 5 15 chia, ví dụ như chúng ta hỏi bây giờ chúng ta lại có 78 chia 12, ở đây kết quả là 6.5. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái toán tử quan hệ, thì các bạn có thể gọi là toán tử quan hệ cũng được, hoặc là gọi là toán tử so sánh cũng được. Tôi lấy ví dụ như chúng ta hỏi 7 lớn hơn 5 thì ở đây chương trình cho ra là true, là đúng. Chúng ta hỏi 7 nhỏ hơn 4 thì chương trình cho ra là sai. Hoặc là chúng ta hỏi 7 bằng 3, chương trình cũng cho ra là sai. Rồi các toán tử so sánh đó, là còn có là chúng ta hỏi 5 khác 8 thì chương trình cho ra là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi 6 khác 6, hỏi 6 khác 6 thì chương trình sẽ cho ra là sai. Thì cái toán tử khác này chúng ta có thể là đánh dấu thăng như thế này, có nghĩa là khác cũng được, hoặc chúng ta có thể đánh là dấu thang bằng thang, ở đây chúng ta có thể đọc là not, not là không. Thì chúng ta có thể là chúng ta hỏi 6 0 bằng 6, not bằng 6, tức là 6 0 bằng 6 thì chúng ta enter thì nó cũng cho là sai. Rồi chữ khác, khác chúng ta cũng có thể đánh như thế này. Ví dụ như là 7 khác, tức là lớn, nhỏ hơn lớn hơn 8, là cái dấu hỏi đầu nữa. Thì chương trình cũng cho là đúng. Và chúng ta còn có những cái toán tử so sánh khác nữa. Ví dụ như chúng ta hỏi là 7 có lớn hơn hoặc bằng 7 hay không? Thì chương trình cho ra là đúng. Nhưng nếu chúng ta hỏi là 7 có lớn hơn 7 hay không thì chương trình lại cho ra là sai. Tương tự như vậy thì chúng ta có là hỏi 8 nhỏ hơn hoặc bằng 8 thì chương trình cho ra là đúng. Nhưng mà chúng ta hỏi 8 nhỏ hơn 8 thì chương trình cho ra là sai. Thì cái này là cũng rất đơn giản thôi các bạn. Cái này các bạn chắc cũng không có gì là khó cả. Ở đây trong Visual Pro nó còn có một cái toán tử nữa, tức là toán tử ngoặc ngoặc như thế này. Thì thực ra nếu mà trong một cái phép toán chúng ta đưa nó có sự tham gia của dấu ngoặc này á thì kết quả toán nó cũng cũng thay đổi. Cho nên là tôi cũng cho rằng cái dấu ngoặc này cũng là một cái dạng toán tử.
Ví dụ như chúng ta hỏi 4 cộng 2 rồi nhân 5 thì kết quả ở đây là 14, nhưng mà nếu có cái sự tham gia của dấu ngoặc vào, chúng ta thực hiện phép tính cộng trước rồi sau đó tính nhân sau thì kết quả của nó là 30. Thế thì dấu ngoặc cũng là một cái toán tử. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về toán tử sẽ tác động như thế nào đối với từng loại dữ liệu. Thì đối với loại dữ liệu kiểu số thì chúng ta đã vừa có những cái ví dụ là đầy đủ rồi. Còn đối với các loại dữ liệu kiểu chuỗi thì sao? Xin mời các bạn. Đa số các toán tử vẫn có tác động lên dữ liệu kiểu chuỗi. Bây giờ chúng ta hãy làm ví dụ. Chúng ta hỏi tên tôi là hai chấm, chúng ta bao trong giấy nhặt kẹt ngoặc kép, sau đó chúng ta nối với lại cái chuỗi là chúng ở đây chúng ta dùng toán tử cộng cộng với cái tên của tôi là Nguyễn Minh Dũng. Chúng ta sẽ xuất kết quả lên màn hình. Ở đây tôi có là tên tôi là Nguyễn Minh Dũng. Bây giờ giả sử như sau chuỗi tên tôi là nó có một số khoảng trắng như thế này, chúng ta lại hỏi và bấm enter, thì ở đây chúng ta thấy là chương trình vẫn nối tên tôi là và một số khoảng trắng, sau đó là tới tên Nguyễn Minh Dũng. Nếu chúng ta thay toán từ cộng ở đây bằng toán từ trừ thì chúng ta thấy rằng như vậy là chương trình đã cắt đi những ký tự trắng ở chuỗi thứ nhất trước khi nối với chuỗi thứ hai. Đó là sự khác biệt giữa toán tử cộng và toán tử trừ. Đối với dữ liệu kiểu chuỗi thì toán tử cộng là Visual Pro sẽ cộng hai chuỗi lại một cách bình thường. Đối với toán tử trừ thì Visual Pro sẽ bỏ bớt các khoảng trắng cuối chuỗi thứ nhất trước khi cộng với chuỗi thứ hai. Bây giờ chúng ta thay toán tử trừ bằng toán tử nhân chẳng hạn, thì ở đây chương trình ra một cái thông báo lỗi là data type mismatch. Data type tức là kiểu dữ liệu không phù hợp. Thế nên là toán tử nhân và chia thì chỉ áp dụng cho số mà thôi. Mà các bạn cũng nhớ cái câu thông báo lỗi này, sau này chúng ta có gặp thì chúng ta sẽ nhớ. Về toán tử quan hệ tác động như thế nào đối với dữ liệu kiểu chuỗi thì tôi chỉ nêu một số trường hợp đặc biệt thôi. Trước hết chúng ta nghiên cứu về toán tử bằng. Chúng ta có cái chuỗi là A, B, C bằng A, B, C. Ở đây đương nhiên chương trình sẽ cho kết quả là đúng. Bây giờ chúng ta có là ABC bằng AB hay không? Thì ở đây chương trình vẫn cho là đúng. Nhưng ngược lại, chúng ta có là AB có bằng ABC hay không? Thì đây chương trình lại cho ra là sai. Như thế thì các bạn nhớ một điều là khi chúng ta so sánh hai chuỗi ký tự mà các ký tự đầu là giống nhau, thì ở đây các bạn lưu ý là như thế này. Nếu hai chuỗi có các cái ký tự đầu giống nhau thì khi chuỗi thứ nhất dài hơn chuỗi thứ hai thì kết quả cho là đúng. Còn nếu ngược lại, chuỗi thứ nhất mà ngắn hơn chuỗi thứ hai thì cho ra kết quả là sai. Thế thì nếu hai chuỗi mà muốn giống nhau hoàn toàn thì ở đây chúng ta dùng toán tử là bằng bằng, tức là giống nhau tuyệt đối. Thì ở đây lúc nãy thì ở đây là cho ra là đúng, nhưng bây giờ chúng ta thấy là chương trình cho ra là sai. Bởi vì trước khi so sánh thì Visual Pro sẽ cộng vào
cuối chuỗi thứ hai này một khoảng trắng. Trong Vision Pro nó có một cái lệnh set, tức là so sánh chính xác. Ở đây chúng ta có một cái lệnh là set exact. Off. Bình thường mặc định của nó là off, bây giờ chúng ta đổi thành on. Chúng ta ra một cái lệnh set exact on. Thì khi chúng ta hỏi ABC bằng AB thì chỉnh cho ra là sai. Bây giờ chúng ta đổi lại set exact off. Và chúng ta hỏi lại cái này thì chương trình ở đây sẽ trả lời đúng. Đối với các tính tự còn lại, chẳng hạn như là lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là khác, thì các bạn có thể là tự thực hành. Về các tính tự tác động như thế nào đến dữ liệu kiểu ngày và kiểu logic thì xin mời các bạn theo dõi. Trước hết, tính tự tác động đến dữ liệu kiểu ngày. Tôi có hôm nay bằng đây. Bây giờ chúng ta hỏi hôm nay là ngày 8 tháng 9. Chúng ta có hai lệnh để khai báo về sự hiển thị ngày. Lệnh thứ nhất là set day frame. Và lệnh thứ hai là set century on. Bây giờ chúng ta hỏi lại ngày hôm nay là ngày 8 tháng 9 2015. Tính tự thứ nhất là tính tự cộng. Chúng ta hỏi hôm nay cộng 1 thì nó cho là ngày 9 tháng 9. Và tính tự thứ hai hôm nay trừ 1 thì đó là ngày 7 tháng 9. Cái thứ hai là các tính tự tác động đến dữ liệu kiểu logic như thế nào. Thì tôi có ví dụ, chúng ta có là tính thuế bằng chấm thu chấm, có nghĩa là hóa đơn này có tính thuế. Bây giờ chúng ta hỏi ở đây chúng ta dùng tính tự phủ định là not mà viết là bằng dấu chấm than. Chúng ta hỏi not tính thuế thì chương trình sẽ cho ra là F, tính thuế là true và nó tính thuế là F. Giờ chúng ta hỏi lại tính thuế thì nó sẽ cho là true. Một cái toán tự nữa đối với dữ liệu kiểu logic là toán tự AND và toán tự OR. AND là và OR là hoặc. Bây giờ chúng ta có một cái biểu thức, một cái biến, tức là logic 1 mang giá trị là đúng. Và một cái biến khác là logic 2 mang giá trị là sai. Bây giờ chúng ta hỏi logic 1 và logic 2 thì chương trình sẽ cho ra kết quả là sai. Bởi vì hàm AND ở đây là nó buộc cái logic 1 là phải đúng và cái điều kiện thứ hai cũng phải đúng. Nhưng ở đây là logic 2 của chúng ta là mang giá trị sai, cho nên N ở đây là nó mang giá trị là sai. Nhưng mà nếu logic 1 mà kết hợp với biểu thức toán tự O thì ở đây nó sẽ cho ra là kết quả là đúng. Đó là phần toán tự tác động như thế nào đến kiểu dữ liệu logic. Thì trong bài này các bạn cố gắng thực tập nhiều cho nó quen. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thích, xin hãy bấm nút like và giới thiệu cho nhiều người khác cùng xem.